Rồi chạy. Rồi chạy lại, chạy lại. Chạy ngược lại. Rồi, chúc mừng cô. Rồi, chạy quá ngon rồi ha. Nó không chạy được. Chứ nó không chạy được. Vâng, bây giờ chạy được. Rồi, bây giờ chạy được. Vâng. Rồi. Trời ơi, lúc xưa là cái cẳng nó cứ đơ 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 đi mà bóp một cái là nó đau gần chết. À. Dạ. Rồi bây giờ chạy được rồi. Bây giờ nhấp lên nhấp xuống nó nhẹ. Đỡ sao? Nó đỡ thấy toàn bộ, nhưng mà cái phần dầu thì hiện cầu ở ra này. Rồi. Hai cái chân còn ra. Hai cái chân tốt rồi. Thấy đỡ hơn hẳn. Đi lại dễ chịu hơn không? Dạ. Đi lại thấy sao? Đi lại dễ chịu hơn không? Rồi lên rồi lên rồi xuống thoải mái chưa? Chưa. Rồi lên như sao cô? Bây giờ cô ngồi đi. Cô ngồi thở yên tâm ạ. Dạ. Rồi. Rồi lên rồi xuống. Rồi xin chúc mừng cô. Cô thấy mắt cô giờ nó sáng lại, mắt cô nó mờ. À thế à? Ừ. Vâng. Mắt sáng hẳn lên à? Nó sáng lên lại, mắt cô nó mờ lắm, cô không có thấy luôn đó. Sao cô nói sao anh đợi luôn? 70% rồi, trước đó là chú bị gì? Thôi. Nhưng mà chú đi ra trường thoải mái hơn. Dạ. Nhưng mà chú bị. Bây giờ là di chuyển thoải mái hơn rồi ạ. Bây giờ di chuyển. Sau khi mà được kỹ thuật viên mà bóc huyệt thì thấy nó mới cũng lâu 80%. Chứ đó bị gì? Bị đó là cái quá cuộc sống chứ nó bị thần kinh tọa, đau lưng với đau tim chân. Dạ rồi, lúc đấy là anh này giơ tay nối tay không được. Bây giờ anh quay lưng để nối hai tay vào nhau xem nào. Rồi, tốt quá rồi. Rồi, tốt quá anh rồi. Bị lưng nữa. Bị lưng nữa, bây giờ anh đi lại một chút xem. Dạ, xin chúc mừng anh ạ. Rồi bây giờ đi lại một chút xem sao, nghe thấy chịu gì không. Rồi chạy, bước đây, bước đây, chạy luôn. Chạy luôn, chạy luôn. Chạy. Xin chúc mừng mọi người, xin chúc mừng anh đi ạ. Bớt lắm rồi. Đỡ được 70% cô. 70% rồi. Quá hay luôn. Quá hay, tuyệt vời. Tuyệt vời, chúc mừng cô đi. Rồi mà cô thấy hay là như nào? Cụ thể như nó nhẹ. Nó nhẹ đi mấy 70% á cô. Rồi, 70%. Vâng. Hốt đi anh em. Chùm ra nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá Chườm Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652 0326811258.